cái mic mới này, mình ngồi đây quay video mà chưa thấy có con lợn nào chạy qua cả. Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại Saramonic Blink Me B2. Một cái từ khóa vô cùng hot ở thời điểm hiện tại với những ai đang làm video hay là quay phim các thứ vân vân. Một chiếc mic có khả năng thay màn hình vô cùng độc đáo đang nằm trên cổ áo của mình đây. Chắc hẳn là các bạn không nhận ra đúng không? Bởi vì trông nó như một cái huy hiệu vậy. Chiếc mic này có rất nhiều ưu điểm và nhược điểm. Thay vì liệt kê rõ ràng thì mình sẽ nói về cả hai điều đó khi nhắc đến mỗi trải nghiệm của mình với chiếc mic này nhá. Như vậy nó sẽ tạo cảm giác khách quan hơn đúng không? Có khen thì phải có chê chứ. Và nội dung của video này mình sẽ thu 100% bằng Saramonic Blink Me B2. Mọi người hãy thử nghe và đánh giá nhé. Hiện tại Saramonic Blink Me B2 đã có sẵn tại tokyocamera.vn với mức giá hấp dẫn. Nếu mọi người quan tâm, mình sẽ đặt link ở bên dưới phần mô tả. Blink Me B2 có trang bị màn hình cảm ứng tích hợp ở cả bộ thu và bộ phát, giúp chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh và cài đặt. Và nó còn thay đổi được cả màn hình theo ý thích nữa, giúp chiếc mic của chúng ta trông nó thời trang, độc đáo và ấn tượng hơn so với các mẫu thông thường. Có thể nói đây là một cái yếu tố nổi bật và đáng tiền nhất trên chiếc mic này. Màn hình hiển thị của Blink Me B2 khá đẹp. Dù mình có ngồi quay phim ở nơi có ánh sáng bất ổn thì hình ảnh được cài đặt vẫn hiển thị tốt. Phải nói rằng nếu sử dụng Blink Me B2 cho những chương trình podcast này, phỏng vấn hay đơn giản là làm video thì nó sẽ giúp chúng ta tăng độ nhận diện hơn đấy. Để logo cũng được này, tên show cũng được, thậm chí là tùy chỉnh tên của khách mời cũng rất là hay luôn. Tuy nhiên thì cảm ứng của chiếc mic này thỉnh thoảng cho mình một cái cảm giác nó không được mượt cho lắm và có cảm giác hơi có một chút độ trễ không đáng kể. Phiên bản này của chúng ta khá đầy đủ, có hộp đựng phụ kiện trông đẹp và gọn, có bộ kẹp mic hoặc là gắn bằng nam châm. Tùy vào cái nhu cầu và sở thích, bạn sẽ có thể dễ dàng gắn mic mà không làm ảnh hưởng tới trang phục của mình. Hãng cũng cho chúng ta khá nhiều nam châm và kẹp ở bên trong hộp phụ kiện rồi, nhưng các bạn sẽ phải nhớ mang theo nó mỗi khi đi quay, bởi vì phần mic sau khi không sử dụng chúng ta sẽ phải tháo kẹp và gắn nó vào bộ thu để sạc. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái gắn bộ thu, một cái kẹp điện thoại, dây cáp, bông lọc, dán màn hình các thứ. Tuy nhiên thì với người cũng hay dùng di động để quay phim như mình thì việc chỉ trang bị hai dây 3.5mm TRS to TRS và dây USB A to C thì nó là chưa đủ và thiếu linh hoạt. Từ nãy đến giờ thì âm thanh mà các bạn đang nghe được thu trực tiếp từ chiếc mic Saramonic Blink Me B2 này. Và không biết các bạn có đánh giá như thế nào về chất lượng âm thanh của nó? Và ngoài việc có thể thay đổi được màn hình của mình thì có một điểm sáng nữa trên chiếc mic này, đó chính là nó tích hợp khả năng thu âm độc lập. Chỉ cần nhấn đúp vào cái nút màu vàng ở đây, một chấm đỏ recording sẽ hiện lên là đã có thể ghi âm được ngay, lưu trong bộ nhớ 8GB được tích hợp bên trong. Và ngoài ra chúng ta có thể kích hoạt tính năng giảm tiếng ồn Noisy Reduction khi bấm vào cái nút màu vàng NR này một lần để có hiệu quả thu âm tốt hơn. Nếu như các bạn muốn lấy file ghi âm từ mic ra thì hãy cắm dây kết nối vào dock kiêm bộ thu này nhé. Có một điểm khá hay, thực ra mình cũng không chắc đây là điểm trừ hay điểm cộng cho chiếc Saramonic Blink Me B2 này. Đó là khi kết nối mic với cái ứng dụng Saramonic trên một điện thoại, bạn sẽ không thể kết nối nó với điện thoại khác mà buộc phải ngắt kết nối, unlink trên thiết bị cũ. Và điều này sẽ giúp chúng ta hạn chế được việc người khác sẽ thay hình nền lung tung cho chiếc mic của bạn. Tuy nhiên nếu như bạn sử dụng nhiều điện thoại thì việc kết nối có thể là hơi mất thời gian. Nhưng mà thú thực thì mỗi chúng ta sử dụng phần lớn là một chiếc điện thoại mà đúng không? Sau tất cả thì đối với cá nhân mình, Saramonic Blink Me B2 là một cái tên khá là đáng cân nhắc nếu như bạn đang tìm một chiếc microphone không dây này đẹp, độc đáo, ấn tượng mà khả năng thu âm của nó lại còn khá tốt và thông minh nữa. Ok, và sau khi xem hết video này thì các bạn có đánh giá như thế nào về chất lượng âm thanh mình thu được từ chiếc mic này? Và đừng quên hãy để lại comment, nhận xét và đánh giá của bạn ở bên dưới nhé. Và nếu như bạn muốn biết thêm điều gì đó về chiếc Saramonic Blink Me B2 này, đừng ngần ngại để lại comment với chúng mình nhé. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.